Chương 6 Maha Kachana Bậc Thầy về luận giải Phật Ngôn Giới thiệu Là một bậc đạo sư thiện xảo và đa năng, Đức Phật đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy hữu hiệu khác nhau để trao truyền giáo pháp cho các đệ tử. Thường thì Ngài giảng giải lời dạy sâu vào chi tiết. Wittarenak sau khi nêu câu giới thiệu vắn tắt về đề tài. Út đê sát, Ngài đi vào phần giải thích cặn kẽ toàn thể chủ đề, nít đê sát, phân tích từng điểm, nêu rõ các hàm ý và thỉnh thoảng kèm theo một tỷ dụ. u pa mà, để nhấn mạnh ý chính cuối cùng. Ngài lặp lại phần giới thiệu như là một kết luận. Nít ga nát, đã được sử dụng để chứng minh, bằng trọn nội dung vừa phân tích. Nhưng trong số một trường hợp khác, Đức Phật không giảng giải vào chi tiết thay vào đó ngài trình bày giáo pháp một cách vắn tắt, bằng một câu ngắn gọn đôi khi khó hiểu, xúc tích, chứ đừng ý nghĩa cao sâu. Đây không phải là một hình thức giảng dạy theo lối thông điệp bí truyện. Ngài dùng kỹ thuật này bởi vì đôi khi một lời dạy hàm xúc lại có sức tác động chuyển hóa mạnh mẽ vào tâm tư của người nghe hơn một bài diễn giải nhiều chi tiết. Mặc dù cách giải thích trực tiếp và tỉ mỉ có thể chuyển tải được nội dung hữu hiệu hơn, nhưng mục đích giảng dạy của Đức Phật không phải để chuyên chở các thông tin kiến thức mà cốt để dẫn người nghe đến với chánh kiến, đến với tuệ giác cao quý hơn và sự giải thoát. Vì muốn đảm bảo sự giảng dạy của Ngài đưa đến mục đích này, Đức Phật đòi hỏi các đệ tử phải suy tưởng về các ý nghĩa lời dạy và rút tỉa được những ngụ ý thâm sâu bằng cách thường xuyên đặt câu hỏi và có đàm luận giữa thầy và trò, giữa huynh trưởng và chư đệ đồng môn. Trong khi các lời dạy ngắn gọn có thể vượt ra ngoài tầm hiểu biết của đại đa số chư tăng, những đệ tử trí tuệ sắc bén có thể hiểu thấu được những ý nghĩa thầm sâu. Khi các phàm tăng không dám yêu cầu Đức Bổng Sư giải thích thêm, họ thường tìm đến các vị trưởng lão mà Đức Thế Tôn đã công nhận là những đệ tử thông hiểu giáo pháp để xin được làm sáng tỏ. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng cho chư túng chư chư tăng chúng nên Đức Phật đã thiết lập một phẩm vị riêng biệt cho hàng đệ tử lỗi lạc gọi là những vị đệ tử đệ nhất trong những vị có khả năng lý giải chi tiết những lời giảng mà Đức Như Lai đã nói vắn tắt. Vị trí khu mà Đức Phật chỉ định vào phẩm trí này là Đại Đức Maha Kachana. Sau khi thọ giới xuất gia tỳ khu, Maha Kachana thường lưu ngụ ở quê nhà Awanti, một vùng quê xa xôi phía tây nam của Trung Ấn nơi Đức Phật cư ngụ. Vì thế, Đại Đức ít có dịp ở gần Đức Bổng Sư như các đại đệ tử khác cũng như ít tham gia các sinh hoạt của tăng chúng. Tuy nhiên, do trí thức uyên bác, tuệ giác thâm sâu trong giáo Pháp và biện tài vô ngại của Ngài, mỗi khi Đại Đức tháp tùng tăng chúng, và chư tăng điều đến thỉnh cầu ngài sôi rọi thêm các lời giảng pháp cô động xúc tích của đức bổn sư một kết tập các bài pháp chiếm vị trí quan trọng của ngài được ghi lại trong kinh tạng pali những bài pháp này vô cùng chính xác phân tích khúc chiết trình bày một cách trong sáng và tinh tế những hàm ý thiết thực của một số lời dạy từ đức phật ngắn gọn và nếu không có sự giảng giải của ngài maha cách ná sự vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta ngược dòng luân hồi. Cũng giống như tất cả các vị đại đệ tử của Đức Phật. Sự vươn lên đến một vị trí cao cả và nổi bật trong tăng chúng của Ngài Má Ha Cách là sự đâm hoa kết quả của một hạt giống đã được gieo trọng từ xa xưa trong vòng sanh tử luân hồi Samsara và được vung bồi qua bao nhiêu kiếp tái sanh. Sơ đồ tiểu sử của Ngài Maha Kachana ghi lại bằng lời phát nguyện đầu tiên của Ngài muốn thành một vị đại đệ tử của Đức Phật đã được thực hiện cách đây cả trăm ngàn đại kiếp vào thời Đức Phật Badu Muttara. Theo các chú giải, vào thời của Đức Phật Badu Muttara, Kachana tái sanh vào một gia đình giàu có, một ngày nọ, khi đến tu viện viếng thăm, ông được mục kích Đức Phật khen ngợi một vị tỳ khu là vị đệ tử bậc nhất về biện tài giải thích các lời dạy vắn tắt của bổn sư. Vị gia trưởng trẻ tuổi vô cùng tháng phục và kính ngưỡng vị tỷ khu này và muốn được thành tựu danh vị tương tự trong thời Đức Phật Vị Lai. Ông mời Đức Thế Tôn và Chư Tăng đến nhà để cúng dường trái tăng trong một tuần và thốt lời phát nguyện trên. Đức Phật Padumuttara tiên đoán rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gotama, theo chú giải Tăng chi bộ kinh và chú giải trưởng lão Tăng kệ. Tập Abadana trong Tiểu bộ kinh ghi lại một giai đoạn về việc này. Vào thời Đức Phật cách cha ná là một đạo sĩ ẩn tu trong dãy Himalaya Sơn, một ngày nọ, khi đang sử dụng thần thông phi hành trong không trung, ông nhìn thấy Đức Phật đang giảng giáo pháp cho đại chúng. Ông bay xuống đến gần Ngài để nghe thuyết pháp và được nghe Ngài khen ngợi một vị tỳ khu là đại đệ tử bậc nhất về biệt tài giảng giải các lời dạy ngắn gọn của Tôn Sư. Lúc ấy, vị đạo sĩ quay về Hy Mã Lạp Sơn, hái và kết một bó hoa tươi, rồi lập tức phi hành trở lại nơi Đức Phật thuyết giảng để dân cúng Ngài. Đó là lúc ông thốt lên lời phát nguyện trở thành một vị đại đệ tử tối thắng dưới thời của Đức Phật tương lai. Đức Phật Padumuttara tiên đoán rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gautama. Trong những thi kệ của Maha Kachana, Ngài kể rằng do phước báo cúng dường đến Đức Phật quá khứ mà không khi nào Ngài phải sa đọa vào khổ cảnh, chỉ tái sinh vào cõi trời hay cõi người, luôn được sanh trưởng trong các dòng dõi cao quý trong xã hội. Vào thời Đức Phật Kassapa, Kachana tái sanh vào một gia đình ở Benares, khi Đức Phật nhập diệt, Cách Cha cúng dường một phiên gạch bằng vàng để xây tháp cho Đức Phật với lời nguyện. Bất cứ lúc nào tôi tái sanh, mong cho thân hình tôi luôn có nước da vàng ống của vàng rộng. Quả nhiên, khi tái sanh vào thời Đức Phật Gautama, thân hình của Cách Cha tỏa màu vàng tươi đẹp, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Quy y giáo pháp theo chú giải tăng chi bộ kinh trong kiếp chót thời đức phật gotama cách cha ná là con trai của một vị giáo sĩ ở hoàng cung thành Uzeni thủ đô xứ awanti miền tây nam của trung ấn cha mẹ ngài đều thuộc thị tộc cách cha ná hay cách ná một trong những dòng dõi lâu đời và khả kính nhất của hàng bà la môn sanh ra với thân hình có màu da vàng ống, nên Ngài được đặt tên là Kanchana, nghĩa là màu vàng kim. Là con của một vị giáo sĩ Bà La Môn ở triều đình, nên khi lớn lên, Cách Kachana, được học kinh vệ đà, cuốn kinh thiên liêng nhất của Bà La Môn giáo. Khi thân phụ qua đời, Kachana, Kachana, kế nghiệp, trở thành giáo sĩ triều đình dưới thời của vua Kantrabharotit, một vị vua tánh khí nóng nảy và bốc đồng. Khi nghe tin có Đức Phật ra đời, vua bèn họp quần thần và truyền đi thỉnh mời Đức Phật đến Uzen Uzeni. Triều thần đều đồng ý rằng người duy nhất có thể đảm nhận trọng trách này là giáo sĩ Kaptchaṇa. Nhưng giáo sĩ ná chỉ nhận nhiệm vụ này với một điều kiện được phép trở thành tăng sĩ sau khi gặp Đức Phật. Nhà vua sẵn sàng chịu bất kỳ điều kiện nào để được gặp bậc chánh đẳng chánh giác nên chấp nhận lời yêu cầu này. Cách trà nhá lên đường với bảy người hầu cận. Họ gặp Đức Phật và được ngày thuyết giảng giáo Pháp. Đến cuối Pháp thoại, cả tám vị đều đạt được quả vị A-la-hán cùng với bốn tuệ phân tích. Đức Bổn Sư cho họ thọ giới, đơn giản bằng cách đưa tay lên, đón chào họ gia nhập vào tăng chúng và nói rằng hãy đến đây, các tỳ khương. Sau đó, vị Tân Tăng Maha Kachana bắt đầu ca ngợi Đức Phật với vẻ đẹp tráng lệ của Kinh Đô Ujini. Đức Phật hiểu rằng Kachana muốn mời Ngài đến quê hương của mình, nhưng bổn sư đáp rằng bây giờ chỉ cần một mình Kachana về Ujini cũng đã đủ rồi vì đại đức đã đủ khả năng truyền dạy giáo pháp và truyền niềm hứng khởi cùng đức tin cho đức vua canh đáp ba -zota. trên đường trở về quê nhà chư vị sa môn ghé thành tela bà lý để khắc thực trong thành có hai cô gái thuộc gia đình thương buôn khác nhau một cô xinh đẹp với mái tóc dài kiều diễm nhưng cha mẹ chết sớm nên phải sống trong một cảnh nghèo khổ Cô gái kia sanh trưởng trong gia đình giàu có nhưng mắc một chứng bệnh lạ, khiến tóc rụng sạch. Đã bao lần cô gái giàu năn nỉ cô gái nghèo bán mái tóc cho mình, để một lần có mái tóc giả, nhưng cô gái nghèo luôn từ chối. Hôm đó, khi cô gái nghèo trông thấy ngài cách cha ná, đi khất thực cùng với chư Tăng, bác còn trống không. Trong cô bỗng dâng lên một đức tin cực kỳ mãnh liệt muốn được cúng dường thực phẩm đến chư Tăng. Thế nhưng cô không còn đồng nào trong tay để mua vật thật. Chỉ có cách duy nhất là cắt và bán đi mái tóc của mình. Lần này, khi mái tóc đẹp đã vào tay của cô gái nhà giàu. Và cô gái nhà giàu ép trả giá 8 đồng xu. Với số tiền này, cô gái nghèo mua được 8, thực, 8 xu thực phẩm. Cho mỗi vị, một xu thực phẩm. Khi cô vừa dâng cúng thức ăn cho chư sư, thì liền tức khắc do phước báo hiện tiền Công đức của cô vừa làm, mái tóc của cô mọc lại dài như cũ. Khi đại đức Kachana trở về kinh đô Uzeni, ngài thuật lại câu chuyện cho đức vua Kanbac Kandapazota. Khi vua vừa cho vợ cô gái nghèo đến cung điện, vừa thấy nàng, vua lập tức tấn phong nàng làm hoàng hậu. Từ đó về sau, nhà vua vô cùng trọng vọng Samon maha Samomaha Kachana, rồi nhiều người dân trong làng Uzeni đến nghe Ngài giảng Pháp, phát sinh niềm tin với giáo Pháp, sinh được thọ giới xuất gia với Ngài. Hoàng hậu vốn là người có đức tin tuyệt đối nơi đại đức Maha, cách nên dân cho Ngài một nơi tu hành yên tĩnh trong công viên động vạc. Những chi tiết về cuộc đời thường nhật và sinh hoạt của Đại Đức Maha Cách Ná trong tăng chúng rất hiếm được tìm được trong kinh điển cũng như các chú giải. Điểm chính yếu được ghi lại là vai trò thuyết giảng giáo Pháp đặc biệt là những bài luận giảng chi tiết, lời dạy ngắn gọn của Đức Bổn Sư. Từ căn nguyên của các bài giảng này, ta biết được trú sứ chính của Ngài sau khi thọ giới tỳ khu là Awanti. Ngài thường được sống ẩn dật nơi vắng lặng, chỉ khi nào cần đến sự hướng dẫn sa môn, đệ tử. Về pháp học pháp hành, Đại Đức mới xuất hiện. Thỉnh thoảng Ngài đến trú sứ của bổn sư để viếng thăm hay cùng theo thầy du hành hoàng pháp có ba bài kinh trong trung bộ kinh kể về vai trò luận giải giáo pháp của Maha Kapsana xảy ra ở ba nơi khác nhau, Kapilawatthu, Raja Gaha và Savatthi Kinh điển cũng không ghi lại sự liên hệ huynh đệ mật thiết giữa Maha Kapsana với vị đại đệ tử huynh trưởng như Sariputta, Bodhgalana hay Ananda. Mặc dù không hành trì hạnh đầu đà nghiêm ngặt ẩn cư như Maha bá nhưng Maha ha cách cha ná cũng sống tương đối tách rời khỏi tăng chúng đây có lẽ do điều kiện địa lý quá cách trở xa xôi giữa awanti và các tu viện tuy nhiên ngài sẵn sàng chia sẻ giảng dạy giáo pháp khi đầy đủ nhân duyên và tên ngài luôn luôn xuất hiện trong các bài kinh với vai trò là vị biện giải làm sáng tỏ ý nghĩa của lời bổn sư giảng dạy kinh maha Go Ngài cũng vắng mặt giữa các vị đại trưởng lão lõi lạc. Trong cuộc đàm luận về hàng tỳ khu, có thể sáng tỏ hào quang khiến rừng Sala cô sinh gá thêm rực rỡ trong đêm trăng sáng. Nếu có, thì Ngài Maha Cách Ná chẳng đã trình bày về một vị tỳ khu thiện xảo về luận giải chi tiết, lời giải ngắn gọn của Đức Phật. Chú giải Kinh Pháp Cú ghi lại một câu chuyện về sự tôn kính mà hàng chư thiên dành cho Ngài Maha Cách Ná. Một lần nọ, Đức Thế Tôn đang lưu trú tại Đông Viên ở Sawati. Trong giảng đường của mẹ, Mi Đức Tôn Sư ngồi giữa các vị đại đệ tử của Ngài chuẩn bị lễ tự tứ cho chư Tăng. Được cử hành sau ba tháng an cư mùa mưa, lễ tự tứ là Ngài tùy khu thỉnh cầu đại chúng chư Tăng chỉ ra lỗi lầm đã phạm của mình để sám hối và sửa đổi. Đây là một trong những dịp định kỳ hàng năm mà Maha Kachana thường đến viếng Đức Bổn Sư để nghe Thầy thuyết giảng và phải du hành từ một nơi rất xa để về bên Thầy cùng chư huynh đệ Sa Môn. Các vị trưởng lão Tăng khác luôn dành sẵn một chỗ ngồi cho Ngài Má Ha Cách Ná. Trong lần lễ tự tứ này, vua trời sắc cá cùng thiên chúng tùy tùng đến đảnh lễ Đức Phật, không thấy Ngài Má Ha Cách Chá Ná, sắc giá nghĩ. Thật là một điều phước lành nếu như trưởng lão đến đây. Ngay lúc đó, trưởng lão xuất hiện và tiến về chỗ các vị thánh hữu đã đành, đã dành một chỗ sẵn cho ngài. Khi trông thấy vị trưởng lão, sắc cá vui mừng hoan hỷ quỳ xuống, ôm lấy đôi chân của ngài, tôn vinh cúng dường ngài bằng hương hoa của cõi trời. Một vài vị phàm tăng non tuổi hạ tỏ vẻ bất bình và than phiền, sắc cá thiên vị tôn trọng, tôn kính vị ấy. Đức Phật khiển trách họ, này các tỳ khưu, những vị sa môn như Maha Kachana, con trai của Như Lai, luôn thu thúc nhiếp phục các căn, nên được cả chư thiên và loài người tôn kính. Rồi Đức Phật nói bài kệ ghi lại trong Pháp Cứu Kinh. Ai nhiếp phục các căn như ngựa luyện thuần thục, ngã mạng đã diệt trừ, cấu ế đã giải thoát, được chư thiên kính mến. Chi tiết về thời gian và hoàn cảnh Ngài Maha Kachana nhập diệt không được ghi trong kinh điển nhưng vào đoạn cuối của Mathura Sutta, Ngài có tuyên bố là Đức Phật đã nhập Parini Nipana, điều chứng tỏ Ngài qua đời sau Đức Bổn Sư. Vị luận giải các Phật ngôn ngắn gọn Đức Phật xưng tặng Đại Đức Maha Kachana, danh hiệu Đệ Nhất Đệ Tử về khả năng giảng giải chi tiết các lời dạy ngắn gọn của Như Lai. Ngài nhận được phẩm vị cao quý này phần chính là do tám bài pháp trong Đại Tạng Nikaya, ba bài trong Trung Bộ Kinh, ba bài trong Tương Ưng Bộ Kinh và hai bài trong Tăng Chi Bộ Kinh. Ngoài ra, Nikaya còn có một số bài pháp của Maha cách cha ná, không dựa theo lời dạy vắng tắt của Đức Phật. Nhìn chung, tất cả các bài pháp này đều có một pháp vị đặc biệt, thể hiện được phẩm chất cao cả của trí tuệ, thông suốt, cân đối, kỹ lưỡng, cẩn thận, nội dung thiết thực, diễn đạt tinh tế, chính xác, tường tận và phong phú. So với các bài giảng của các vị khác như Sariputta Ananda, thì các bài giảng này có vẻ khô khan hơn, không gây xúc cảm vì thiếu tỷ dụ, ít chuyện kể. Các bài giảng của Maha Kachana hữu hiệu hoàn toàn nhờ phần nội dung hơn là nhờ văn tự bóng bẫy và do không khi nào phí phạm ngôn từ cho nên đi thẳng vào cốt lõi của giáo pháp. Về phương pháp phân tích, Ngài Maha Kachana có lối trình bày khá tương tự với Ngài Sariputta. Ngài Sariputta thường bắt đầu bài pháp với một đề tài đặc biệt như triển khai và phân tích rất hệ thống, vô cùng sắc bén và chính xác. Ngài Maha Kachana cũng theo phương pháp này, nhưng bắt đầu bằng một lời giải vắn tắt của bổn sự. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Ngài Maha Kachana được xem là tác giả của hệ thống luận giải lòng trong hai tập kinh thuộc về thể loại bình luận đó là Peta Kobadesa và Nitti Bhakarana. Hai công trình này có một tầm ảnh hưởng quan trọng cho các nhà chú giải tâm tạng Bali sau này. Trung Bộ Kinh Bài Kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh mà Đại Đức Maha ná giữ một vai trò nổi bật, đó là Kinh Bánh Mật. Lúc bấy giờ Đức Phật ngụ tại Kinh Thành Kabilawatu, một ngày nọ một người kiêu mạng thuộc bộ tộc Sakya đến hỏi đức phật một cách khiêu khích là ngài tuyên bố và thuyết giảng những gì đức phật trả lời ngài thuyết pháp không tranh luận với bất kỳ ai ở đời và vì các tưởng không còn ẩn tàng trong tâm vị bà la môn nên vị ấy sống đoạn ly dục lạc không hoài nghi dứt lo sợ giải thoát mọi tham ái Người ấy không hiểu, bất mãn và bỏ đi. Sau đó, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn dạy thêm cho Chư Tăng. Đối với vọng tưởng và hí luận, nếu một người không hoan hỷ đón mừng chấp thủ, thì đó là đoạn tận ái dục. Sân hận, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn tham hữu và vô minh ẩn tàng trong tâm. Đoạn tận các gây hấn bằng vũ khí tranh luận đấu tranh buộc tội ly gián vọng ngữ. Và như vậy tất cả các bất thiện pháp này được tiêu diệt không còn chút dư tạc. Sau lời giải vắng tắt của Đức Phật, Đức Phật đứng dậy, rời chỗ ngồi và đi vào hương thất, trước khi thính chúng sa môn kịp sinh bổng sư giải thích ý nghĩa. Họ suy đoán lời dạy của Ngài, hay không thể hiểu nổi, nên bàn với nhau. Đại Đức Maha Cách thường được Đức Bổng Sư khen ngợi là có khả năng giải thích chi tiết tường tận các lời dạy của Ngài. Vậy, hãy đến hỏi Đại Đức. Thoạt đầu, Đại Đức từ chối lời thỉnh cầu này, dạy rằng, khi các vị đến hỏi Đại Đức thay vì hỏi Đức Thế Tôn đang ngủ cùng trú sứ, thì đó như là tìm lõi cây quý ở cành ở lá của cây mà bỏ qua rễ và thân. Nhưng sau đó, do Chư Tăng khẩn cầu, Ngài giải thích và phân tích lời giải vấn tắc của Đức Thế Tôn, mở đầu bằng cách triển khai từng căn của lục căn và các pháp liền đới căn trần thức tiếp xúc do xúc nên có thọ do thọ nên có tưởng do tưởng nên có suy tầm suy tầm sanh hí luận hí luận sanh tưởng ngủ ngầm ở trong tâm căn trần không tiếp xúc sẽ không sanh hí luận sẽ không sanh vọng tưởng sẽ không có tranh chấp nguồn gốc của chiến tranh và các bất thiện pháp ái dục sân kiến nghi mạng tham hổ vô minh, tiêu diệt không dư tạc. Sau đó chư Tăng tượng thực lên Đức Phật, những gì Ngài Maha Ha Cách Cha Ná diễn bày. Đức Phật hết lời khen ngợi vì đệ tử này, này chư tỳ khu, Maha Cách Cha Ná trí tuệ thâm sâu, Maha Cách Cha Ná trí tuệ vĩ đại. Nếu các con có hỏi Như Lai, thì Như Lai cũng sẽ giải thích giống hệt như vậy. Đúng ý nghĩa là như vậy. Vì thế các con hãy ghi nhớ những lời Maha ha cách giải thích. Lúc ấy, Đại Đức Ananda đứng kế bên, thưa lên Đức Tông Sư một ví dụ đáng ghi nhớ để tán dương sự thuyết giảng vi diệu của Đại Đức Ma Ha Cách Cha Bạch Thế Tôn, như một vị lã người vị đói, mệt, tìm được một cái bánh tròn bằng mật ong và bột. Cứ mỗi miếng được ăn là một miếng vị ấy thưởng thức một vị ngon ngọt. Bạch Thế Tôn cũng vậy bất kỳ vị Sa môn nào cứ mỗi lần suy nghiệm đến ý nghĩa của Pháp môn này với trí tuệ là một lần vị ấy thưởng thức được niềm hoan hỷ và tiến tập hai bài kinh khác trong trong bộ kinh mà đại đức maha cách tranh nhá khai triển và phân tích một lời giải vắng tắt của Đức Thế Tôn cũng được ghi lại với bối cảnh tương tự Đức Phật ban một lời dạy ngắn gọn rồi trở về hương thất chư tăng nhờ đại đức giải thích ý nghĩa lời pháp Đại Đức Thọt Tiên từ chối nhưng sau đó chấp nhận lời khẩn cầu và làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật. Chư Tăng thuật lại với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tán thán sự thuyết giảng của Maha Cách Tranh nhã. Bài Kinh thứ hai Maha Cách Tranh Ná Đề Cà Rách Tạ Tập trung quanh bài thi kệ nổi tiếng, nhất giả hiền giả, vị hành giả thành tựu tại quán trọn một ngày một đêm. Thốt từ kim khẩu của Đức Thái Tôn và được lưu truyền trong tăng chúng. Bài kệ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải buông bỏ quá khứ và tương lai, nên gấp rút nỗ lực hướng tâm để phát triển tại quán, xuyên thấu các pháp chân đế ngay trong hiện tại. Rất nhiều đệ tử Đức Phật đã học thuộc lòng bài kệ cùng với lời giải thích của Đức Phật và dùng kệ này làm cảm hứng cho việc thiền tập và chủ đề cho các bài thuyết pháp. Một tỷ khu tên là Samiddhi không hề biết đến thi kệ rách Karatta. Nói chi là những luận giải về nó, một ngày nọ, một vị trời nhân từ rủ lòng bi mẫn thôi thúc Samiddhi học và hiểu ý nghĩa của ý nghĩa của thi kệ này. Khi Samiddhi đến thỉnh cầu Đức Phật hướng dẫn, Ngài đọc lại bài kệ: Quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Hãy thấy bằng tuệ quán, mỗi pháp trong hiện tại. Biết vậy nên tu tập, không động, không lay chuyển. Hôm nay phải tinh tấn, ngày mai chết ai hay. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Nhiệt tâm trú như vậy, ngày đêm không ngừng nghỉ, đó như Lai gọi là bậc nhất dạ hiền giả rồi đức phật đứng dậy rời chỗ ngồi trở về hương thất sa mít thi và các sa môn có mặt lúc đó bèn đến đại đức maha cách cha á xin ngài giảng giải ý nghĩa ngài dùng hai dòng kệ đầu tiên để làm đề tài cho phần trình bày và khai triển bằng cách soi rọi qua sáu căn như sau có sự tấm lược một người tri tầm quá khứ khi hỏi tưởng về nhãn căn và hình sắc trong quá khứ bám vào chúng với tham ái và dục vọng. Cũng như thế, với năm căn kia và đối tượng của chúng. Một người ước vọng về tương lai, khi ham muốn được hưởng thụ các đối tượng của lục căn, không hề chưa hề tiếp xúc một người không tự trói buộc mình bằng sợi dây tham ái vào nhớ tưởng các căn trần quá khứ hay các ước vọng của căn trần tương lai là người không truy tầm quá khứ hay ước vọng tương lai. Cũng giống như vậy, một người có tâm bị cầm xích bởi tham ái vào các căn trần hiện tại được gọi là người đánh bại, bị đánh bại bởi các pháp đang sanh khởi trong hiện tại. Còn một người tâm không bị ràng buộc bởi tham ái được gọi là người chiến thắng trước các pháp đang sanh khởi trong hiện tại một lần nữa, các sa môn này tường thuật lên Đức Phật và được Ngài dạy rằng, này chưa tỳ khu, nếu các con có hỏi Như Lai về ý nghĩa bài kệ, Như Lai cũng sẽ giải thích giống như Maha Kachana vậy. Bài kinh thứ ba, Tổng thuyết và biệt thuyết. Đại Đức cũng giải thích và khai triển qua lục căn lục trần, ngũ ẩn để làm sáng tỏ lời dạy vắng tắc của Đức Thái Tôn vị tỳ khu cần quán sát các pháp như thế. Với nội trần tâm không chấp thủ, do không bám níu, vị ấy không bức rứt dao động sợ hãi. Như vậy, vị ấy không còn đau khổ, sanh, già, chết, trong tương lai. Tương ưng bộ kinh Tương ưng bộ kinh có ba bài kinh thể hiện biệt tại khai triển và luận giải các lời giải vắng tắc của Đức Phật của Đại Đức Maha ná Tương ưng bộ kinh 23, bài số 3 24 bài số 4, 35 bài 130. Bối cảnh và nhân duyên của ba bài kinh này khác với ba bài luận pháp trong trong bộ kinh. Lúc thuyết giảng ba bài kinh trong tương ương bộ kinh này, ngài Maha Cách không ở cùng chỗ xứ với Đức Bổn sư mà đang cư ngụ tại Awanti trong một hang núi hẻo lánh. Một nam cư sĩ thiện trí tên là Halik Dikani đến viếng thăm Maha Kachana và xin Đại Đức giảng rộng ý nghĩa của một trong các bài Pháp ngắn gọn của Đức Phật. Trong bài Kinh Tương ưng 22 bài 3, trong lời thỉnh cầu của Ngài Hadik Di Khani, Ngài Maha Kachana giảng dạy cặn kẽ ý nghĩa của một bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói như sau. Bậc Thánh bỏ mái nhà, du hành không trú xứ đối với dân trong làng không thân mật một ai. Đoạn tận mọi dục lạc, không ước vọng sở thích, không tham lam, tham gia, tranh luận bất cứ với một ai. Thoạt tiên Đại Đức Má Ha Cách Cha giải thích rằng, từ nhà trong cụm từ bỏ mái nhà, không đơn giản là một nơi trú ngụ mà ám chỉ nhà của thức. Nhà của thức là bốn uẩn kia, sắc thọ tưởng hành. Thí dụ, sắc là nhà của thức. Nếu thức bị lòng tham sắc trói buộc, thì hành giả chỉ đang du hành trong một căn nhà. Nếu đã đoạn tận tham dục, hỷ lạc, khát ái, chấp thủ, thì hành giả du hành không nhà. Rồi Ngài định nghĩa du hành có trú xứ là bị trói buộc vào lục trận, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi đã đoạn tận tất cả các trói buộc vào dục trận thì gọi là du hành không trú xứ. Các câu còn lại được giải thích theo sát nguyên văn Phật ngôn. Tăng chi bộ kinh Tăng chi bộ tinh kinh cống hiến hai thí dụ về tài luận giải giáo pháp của Ngài Maha Kachana. Trong bài kinh thứ nhất, Phẩm 10, bài 26, một nữ cư sĩ tên Khà Lý đến thỉnh cầu Ngài diễn rõ thêm về một câu kệ trong bài Những câu hỏi của thiếu nữ, thuật lại câu chuyện Đức Phật gặp các con gái của Ma Vương, cố gắng cám dỗ Ngài sau khi Ngài thành đạo. Nàng tăng há, tham ái, hỏi Đức Thế Tôn vì sao Ngài lại phí thời gian ngồi hành thiền đơn độc một mình trong khu rừng thay vì làm bạn với dân trong làng, Đức Phật trả lời. Đã chiến thắng đạo quân, lạc thú và khả ái, đơn độc ta hành thiền, chứng ngộ, chơn, an lạc. Do vậy, như lai không, làm bạn với quần chúng, cũng không chút lưu tâm thân mọt với một ai. Trưởng lão Maha Kachana phân tích câu kệ không bằng cách giải thích trực tiếp ngôn từ trong kệ mà luận giải bằng cách đối chiếu quan điểm của Đức Phật với quan điểm của các vị ẩn sử, đạo sĩ Bà La Môn về Kachina. Một dụng cụ đặc biệt dùng để thúc đẩy năng lực định tâm trong thiền vắng lạc. Các vị này thường cho rằng đạt đến kết quả định tâm rốt ráo qua các thiền án Kachina đất nước lửa vân vân là đã đạt được an lạc tối thượng rồi nhưng với mỗi casiná đức phật đã có kinh nghiệm thân chứng thâm sâu nên biết rõ mức độ chứng đắc cao nhất của các thiền án này biết được như vậy ngài thấy được sự tập khởi của chứng đắc này tức tham ái nguồn gốc của khổ sự nguy hại của chúng tức tánh vô thượng, bất toại biến hoại sự sức ly ra khỏi chúng, tức Niết Bạn. Và Ngài thành tựu được tri kiến mà qua đó, biện biệt được đạo và phi đạo, tức biện biệt được bác chánh đạo và con đường tù xài trái. Do nhân hiểu biết bốn sự thật này, tức tứ diệu đế, mà đấng toàn giác đã thành đạt quả Niết Bạn. Thăng chứng trạng thái tâm bình an, chỉ sanh khởi khi mọi cấu ế phiền não đã được đoạn tận không còn chút dư tạc. Từ quả nếp bàn ở đây mình hiểu là cái sự thành tựu hả quý vị ha? Chứ không phải quả mà nó có nhân sinh. Trong bài kinh Tăng Chi, số 10, 172, theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, trưởng lão Maha Cách Ná giảng giải cặn kẽ ý nghĩa một lời giải vắng tắc của Đức Phật. Phi Pháp và Pháp này các tỳ khưu cần phải hiểu biết. Nguy hại và lợi ích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu được phi pháp và pháp, nguy hại và lợi lạc, cần phải thực hành theo chánh pháp, theo lợi lạc, chần chánh. Trưởng lão giải thích lời dạy của Đức Phật qua lý lẽ của 10 bất thiện nghiệp và 10 thiện nghiệp. Tóm lược, sát sanh là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. Những ác pháp bất thiện do duyên sát sanh khởi lên là nguy hại, những thiện pháp do duyên từ bỏ sát sanh khởi lên. Đây là lợi ích. Cũng như vậy, với các bất thiện pháp khác, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, tham lam tài sản người khác, sân hận ác ý, tà kiến, đây là phi pháp. Từ bỏ chúng, đây là pháp. Những ác pháp, bất thiện, do duyên trộm cắp, tà kiến khởi lên, đây là nguy hại những thiện pháp do duyên từ bỏ trộm cắp từ bỏ tà kiến khởi lên đây là lợi ích sau khi hiểu được phi pháp và pháp nguy hại và lợi ích cần phải thực hành theo chánh pháp theo lợi ích dần chánh các bài pháp khác ngoài các bài pháp thoại diễn giải sâu rộng những lời giải ngắn gọn của Đức Phật Đại Đức Maha Kachana còn nhiều lần thuyết giảng giáo pháp với tuệ quán của chính mình cho thính chúng tỳ khu nhằm hóa giải thắc mắc hoài nghi về đạo pháp của chư vị một thí dụ được ghi lại trong trung bộ kinh là ma thu ra sutta lúc bấy giờ đại đức đang lưu trú ở ma thu ra vua xứ này là a putta đến viếng thăm ngài và hỏi tôn ý của ngài về chủ trương của các vị bà la môn rằng chỉ có giai cấp bà la môn là tối thượng bạch chủng thanh tịnh Bà giai cấp còn lại đều là thấp hèn hát chủng bất tịnh chỉ có giai cấp bà la môn là con của phạm thiên thừa tự phạm thiên đại đức maha cách cha ná mặc dù chính ngài thuộc dòng dõi bà la môn cũng thấy được đấy chỉ là điều giả định đầy ngạo mạn trả lời rằng đó chỉ là lời nói suông không căn cứ đưa ra các biện luận hùng hồ nào cả để giải thích Thứ nhất, một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào khi có tiền của đều có thể mướn người thuộc giai cấp kia phục vụ cho mình. Ngay cả một người hầu cận cũng có thể thuê một người bà la môn để sai sử. Thứ hai, một người thuộc bất kỳ giai cấp nào trong xã hội khi phạm bất thiện nghiệp đều đỏ khổ cảnh khi mệnh chung. Thứ ba, một người thuộc bất kỳ giai cấp xã hội nào khi hành trì thiện nghiệp, từ bỏ các bất thiện nghiệp, đều được tái sanh nhàn cảnh khi mệnh chung. Thứ tư, một người thuộc bất kỳ giai, giai cấp xã hội nào, khi phạm tội, đều phải thọ hình phạt, bình đẳng trước pháp luật. Thứ năm, một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi xuất gia, hành trì giới luật và sống phạm hạnh, đều được cung kính lễ bái, đều được gọi là bậc sa môn sau mỗi lý lẽ được ngài Maha cách trình bày, nhà vua hoan hỷ thúc lên bốn giai cấp đều đồng đẳng không có sự khác biệt nào giữa các giai cấp cuối cùng cuộc pháp đàm kết thúc vua Awati Buddha thưa với ngài con xin quy y tôn sư cách cha ná quy y pháp quy y tăng nhưng ngài Maha cách nói thưa đại vương đừng quy y sư hãy đến quy y đức thế tôn mà sư đã quy y khi vua hỏi Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác hiện trú ở đâu, vị trưởng lão cho biết Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Thưa Tôn Sư Cách Cha Ná, vua thỉnh cầu, vì nay Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, con xin quy y Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy quy y Pháp quy y Tăng. Mong Tôn Sư Cách Cha Ná nhận con là đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến lúc mạnh chung con nguyện trọn đời quy ngưỡng. Không phải lúc nào trưởng lão mắt Maha Kachana cũng chuyển tải giáo pháp bằng ngôn từ mà còn bằng thân giáo im lặng. Một buổi chiều nọ, Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương thất tại kỳ viên ở thi, Ngài thấy Maha Kachana kiết già tọa thiền gần đó, lưng thẳng, chánh niệm quán thân, an trụ trong định. Hiểu rõ ý nghĩa của pháp thiền ấy, Đức Thế Tôn thốt lên lời kệ cảm thán vì đại đệ tử. Với ai luôn chánh niệm, liên tục an trụ thân, nếu trước không hề có, thì nay không với ta, sẽ không hề có được, thì sẽ không với ta, tuần tự quán như vậy, đúng thời sẽ vượt khỏi mọi tham ái ràng buộc. Chú giải u Đa Ná, Kinh Phật Tự Thuyết của bài kinh này giảng giải rằng, trong lúc nỗ lực hành thiện để chứng đạt quả vị A-La-Hán, thoạt tiên, Maha Kachana chú tâm đặt chánh niệm trên đối tượng thân. Từ đó, nghe phát triển các tầng thiền định, rồi từ định chuyển sang thiền minh sát, và với tuệ, sanh khởi từ pháp thiền quán này, mà lần lượt chứng đạt, thánh đạo, thánh quả, cuối cùng thành tựu quả vị A-la-hán. Giải thích về quá trình chứng đắc A-la-hán này, mâu thuẫn với sự kiện đột nhiên giác ngộ, được ghi lại trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, phần cách cha ná quy y giáo pháp ở trên chưa có phần thực tế hơn hai câu này đức thế tôn nói trong bài kệ cảm hứng để giải thích thiền án theo chú giải chỉ về sự rỗng không hay không có tự ngã không có ta của ta trong quá khứ và hiện tại nếu trước không hề có thì nay không với ta không có ta và của ta trong tương lai sẽ không hề có được thì sẽ không với ta thi kệ xe ra ga thá trưởng lão tăng kệ Kết tập những vần kệ của các vị đại đệ tử xa xưa trong đó có tám vần kệ của ngài maha cách 494 đến 501 các kệ này không có gì nổi bật chỉ là những mệnh lệnh nhắc nhở chư tăng giữ gìn giới luật và những lời khuyên cho cư sĩ Mặc dù cách diễn đạt hữu hiệu về phương tiện dạy dỗ, nhưng trưởng lão Maha Kachana không có năng khiếu về thi tứ, mà ta thường thấy nơi các vị đại đệ tử khác như Sariputta Maha Kapsaba hay Wangisa. Lãnh vực lõi lạc của Maha Kachana là phân tích và luận giải, chứ không ở sự diễn đạt truyền cảm hay ốc sáng tạo nghệ thuật. Theo chú giải, hai câu kệ đầu được thốt lên để sách tấn các vị tỳ khiêu ni trưởng lão thấy họ lơ là thiền tập tìm thú vui trong công việc hay trong giao du và ưa thích các món ngon được tín thí cúng dường chớ làm quá nhiều việc chớ giao du quần chúng chớ hối hả nhận vật do tín thí cúng dường ai tham muốn vị ngon sẽ vụt đích an lạc khen tặng và cung kính từ gia đình tính thí chính là một bãi lạy, phi tiêu nhỏ khó rút cũng vậy vinh dự khó cho phạm nhân dứt bỏ sáu kệ còn lại theo chú giải được thốt lên để giảng giải giáo pháp cho vua tranh đáp bà tá vua rất cẩn tín các đạo sĩ bà la môn và thường nghe theo lời họ tổ chức các lễ tế thần với súc vật cúng thần linh. Canh Rapa Jota là một vị vua xử phạt và ban thưởng rất độc đoán. Đây có lẽ do bản tính nóng nảy bốc đồng đã mang lại biệt hội bạo lực cho vua. Vì vậy, để khuyên vua từ bỏ các bất thiện nghiệp nguy hại đó, trưởng lão đọc cho vua nghe bốn kệ sau. Ác nghiệp của một người không do người khác tạo. Tự mình đừng làm ác vì người và thân tộc đều có nghiệp của mình. Người không là kẻ cộm, kẻ trộm. Do lời người khác nói, người không là bậc thánh. Do lời người khác nói, như người tự biết mình, chư thiên biết người ấy. Người khác không biết được, ai rồi cũng bại diệt. Nhưng bậc trí thì biết, nên tranh chấp lắng im. Bậc trí thật sự sống, dù không còn tài sản, nhưng nếu không trí tuệ, người giàu không thật sống. Hai câu kể cuối cùng là lời Ngài nói cho vua. Khi vua kể lại một ác mộng quấy nhiễu mình trong đêm trước. Với tai nghe tất cả, với mắt thấy tất cả, bậc trí không chối bỏ tất cả những gì nghe, tất cả những gì thấy. Có mắt nên như mụ, có tai nên như điếc, có trí nên như câm, có sức nên như yếu. Rồi khi đã chứng ngộ, có thể nằm chờ chết. Chú giải, giải nghĩa hai câu kệ trên như sau. Một người có trí tuệ không nên bác bỏ tất cả các pháp, mà trước tiên phải xét xem cả hai mặt đúng tốt sai xấu của nó, rồi mới loại bỏ những gì nên loại bỏ và chấp nhận những gì đáng chấp nhận. Vì vậy, đối với những pháp nên loại bỏ, dù có thị giác cũng làm như mụ, dù có nghe được tai cũng làm như điếc. Khi muốn nói những gì không nên nói, dù người thông minh và có tài hùng biện cũng làm như câm. Và đối với những việc không nên làm, thì hành xử như người yếu đuối riêng nghĩa tiếng pali của câu cuối không rõ ràng và chú giải diễn giải theo hai cách khác nhau đối với một việc nên làm sẽ không lơ là với việc ấy dù đang nằm trên giường chờ chết hiểu theo một cách khác nếu một việc không nên làm đã khởi sanh thì thà chết còn hơn làm việc ấy còn theo tinh thần của thera gatha trưởng lão tăng kệ thì có thể hiểu là ta có thể chết khi ta đã đạt được mục tiêu giải thoát à là hán